Hi, Như Ý xin mến chào người anh em nha. Hôm nay mình xin giới thiệu những người anh em một dòng đẩy công suất lớn Martin ME4800. Con này nó sử dụng sò sắt và sò than nha anh em. Con này hàng bãi về nhưng mà nó hơi xấu. Xấu là vỏ nó xét mình để sơn lại. Anh em thấy vỏ nó xét thì mình để sơn lại. Còn hình thức bên ngoài thì cũng còn tương đối đẹp, vỏ mình sơn lại thì cũng đẹp thôi, chứ nó bãi về thì nó cũ xét kỹ ha. Còn mặt sâu thì mình cũng để sơn lại anh em ha, sơn mà nó bay sơn cho nó dính đen thui. Sơn chưa kỹ năng sơn nha nè, người ta có kỹ năng người ta sơn đẹp, của mình sơn xấu á. Còn dây nguồn là dây nguồn riêng luôn ha, dây nguồn riêng luôn đó. Đây là cái về cái hình thức bên ngoài ha, còn bên trong nó thì đây, bên trong nó mình đã tháo cái nắp máy, mình quay cái nếp cho anh em xem. Rồi mặt trong thì một cái máy biến áp bằng đồng to, rất là to lắm. Đó, máy biến áp bằng đồng có cái vòng chống nhiễu luôn không, thông số nó ở đây anh em ha, điện áp rất là cao nha, áp rất là cao áp. Cái này là cái vòng chống nhiễu bọc lại ha. Còn máy biến áp thì chắc chắn là dây đồng rồi ha. Đây là sò công suất, sò khuếch đại, sò khuếch đại này 2, 4, 6, 8, 10, 12, một kênh như vậy là 12 sò sắt ha anh em ha, 12 sò sắt. Con sò bù áp là 8 con thang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 con sò thang bù áp nữa anh em ha. Con này nói chung là ruột gan thì cũng còn sạch sẽ, chứ cái củ vỏ thôi, củ vỏ thôi, cái ruột gan rất sạch. Sò thì sò sắt mình để lâu, con này sò sắt Mexico anh em ha, sắt Mexico đó, anh em nhìn coi. Sò còn riêng nguyên bản nha, nếu mà để tháo để sửa chữa hay là gì đó là mấy cái ốc này nó chày, nó tét li, nó đẹp như vậy đâu. Đó, mình nói chân tình luôn ha. Và cái này cũng vậy, sò than cũng riêng luôn. Rồi về cái chế độ bảo vệ của con này rất là cao, mà đánh mình đã chót sò khó lắm, đánh quá nhiều quá tải rồi liền nó cắt hết. Còn cái tụ điện thì nó nằm dưới này nè, tụ to lắm, tụ to bằng mặt máy size đôi luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái tụ lục nguồn ha, to lắm. Con men này thì chất lượng khỏi phải suy nghĩ. Con này công suất của nó là thực đạt là 1.100W ở 8 ohm ha, và 1.500W ở 4 ohm, và đánh ở 2 ohm thì công suất lên 2.400W ha. Đó. Con này anh em đánh súp kép coi 100 đổ lại rồi đánh thoải mái, bao đánh, thậm chí coi 125 mà từ neo bao đánh luôn. Đó. Bao đánh thoải mái, bởi vì mình đã bán cho anh em đi làm show rồi, anh em an tâm. Mà nếu mà đánh full đôi thì full đôi từ 22 coi 100 thì ok luôn ha. Full đôi từ 22 coi 100 thì đánh mỗi kênh một cây full đôi thì thoải mái. Còn 3 tắc 4 tắc thì full đơn thì cứ kênh thì dạy chơi 2 quẻ là thoải mái. Con này đánh súp rất là đạt chất lượng. Đặc biệt cái dòng Mesa Sex này đánh súp thì đưa ra tới súp rất là sâu, chắc khỏe, không có yếu ớt. Đó. Và con này thì tình trạng máy nó cũ ha, máy nó cũ vỏ, sơn lại. Em bán giá rẻ cho anh em về chơi 6.500.000. Còn những con mà hàng đẹp mút chỉ là phải trên 8 triệu đó anh em, chứ không rẻ đâu. Như mấy con Turbo Sao đợt trước đó là 8.1, 8.2, một mấy IC này. Mấy IC này đâu khác đâu. Nhưng mà điều con này nó cũ quá à. Thôi mình bán rẻ cho anh em nghịch. Anh em nào mà thích cái món ngon bổ rẻ mà đạt chất lượng thì bơ vào đây ha. Giá rất là rẻ, 6.500.000 ha. Mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ ha, 0909 043679. Còn ai chào người anh em.